Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức mới. Quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Công Vinh khẳng định không sao kê online sẽ phơi bày sự việc ra ánh sáng sau ngày 15 tháng 9. Công Vinh bày tỏ, đến lúc đó sự thật đã được sáng tỏ, mọi người muốn phán xét cũng chưa muộn. Từ ngày bị réo tên trong ồn ào sao kê từ thiện, vợ chồng công vinh Thủy Tiên dường như trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Dù đã livestream phân trần và hứa hẹn giãn cách sẽ có câu trả lời chính thức, tuy nhiên cư dân mạng vẫn không buông tha cho cặp đôi này. Mới đây công vinh chính thức lên tiếng về vấn đề này trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, ông xã Thủy Tiên khẳng định không sao kê online, đồng thời xác nhận mộc đỏ của ngân hàng lúc trước là hàng thật. Cụ thể, công vinh bày tỏ, chúng tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với chính phủ lúc này đó là ở nhà chống dịch. Sau 15 tháng 9 sẽ bớt giãn cách không lâu nữa đâu. Chúng tôi sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ và livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Không sao kê online vì chúng tôi là người thật việc thật. Ngay sau đó bản link sao kê online sẽ được up lên công khai để mọi người cùng theo dõi. Đến lúc đó sự thật đã được sáng tỏ, mọi người muốn phán xét hay muốn làm bất cứ điều gì mà mình muốn thì cũng chưa muộn mà đúng không? Riêng số tiền 42 tỷ này, giấy xác nhận có mộc đỏ chính quyền là thật, giấy xác nhận mộc đỏ ngân hàng là thật, nhà chống lũ là thật, Nhân chứng vật chứng đầy đủ như thế mà mọi người còn không tin, lại đi tin những lời xuyên tạc vô căn cứ trên mạng xã hội. Chúc mọi người bình an vượt qua đại dịch nhanh chóng. Bên cạnh đó, nam cầu thủ cũng nhắc đến vụ 42 tỷ và giấc mộng của nữ CEO, anh bức xúc vì những luồng thông tin trái chiều dẫn đến những hiểu lầm trầm trọng. Công Vinh chia sẻ lại từ trang FC Thủy Tiên. Đã 10 tháng trôi qua từ khi bắt đầu nhưng bất chấp việc Thủy Tiên livestream, bất chấp chứng từ có mộc từ chính quyền, bất chấp xác nhận của ngân hàng các kế toán, luật sư online vẫn dệt nên câu chuyện Thủy Tiên ăn chặn 42 tỷ đồng tiền từ thiện. Điều hài hước là các bạn thay đổi số liệu ăn chặn liên tục từ 2, 3, 17 đến nay là 42, như một tấn trò cười đầy mâu thuẫn, phi logic và giàu trí tưởng tượng. Đến hôm nay lại xuất hiện thêm điểm báo mộng 320 tỷ là tổng số tiền quyên góp từ mạnh thường quân. Quá nhiều các con số và nhiều luồng thông tin trái chiều dẫn đến hiểu lầm ngày một trầm trọng. Hiện chia sẻ của công Vinh thu hút sự quan tâm bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người mong muốn vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên nhanh chóng hoàn thành công việc sao kê từ thiện để làm sáng tỏ cho bản thân và giải đáp khúc mắc trong lòng người hâm mộ. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ, cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.